xuống. Đây, 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 mở ra, không phải cho nó vào. Mở cho, mở ra. Mở dây ra rồi đưa nó vào. Cái loại này là phải ở chỗ chó. Mày đang ở đây thôi, ngoài không chịu à? Mẹ, thích chui vào chuồng chó đúng không? Đây nó nhẹ chưa à? Cúi xuống, chui vào. Chui. Được chưa không? Tự vào nhé. Vào hai đứa chúng ăn nhanh. Vào được. Mày chui kiểu kia. Vào nhá. Chui vào. Bây giờ nhá, mày mà không trả tiền cho chị tao em. Nhanh lên. Chỉ ở trong đây thôi. Nhanh lên. Rồi đóng đóng cửa chuồng lại. Mày ngồi im. Mày ngồi đây, mày lên công an. Ngồi. Này. Ngồi đây lên công an. Ở đây nó sướng ở ngoài kia đấy nhá. Lo tiền đi, mắng mà giả bọn tao. Còn không thì mày ở đây thôi, mày chưa? Dạ ra. Mày ngồi im, mày đừng la. Biết sai rồi. Sai cái gì mày? Sai mày đi lừa bọn tao. Cái đấy bọn tao đã tha cho mày cơ hội rồi. Mà mày còn bỏ chạy nữa mày chưa? Mày cứ ngồi ở trong này ra. Rồi mày bảo sai ai đứa nó tin mày? Hả? Em biết hậu quả của em rồi. Hậu quả à? Hậu quả thì mang quen rồi. Bố thì tha cho mày không ngồi thêm nữa. Thế nhân sinh vốn vô thường. Khó chẳng về đường cùng lạc lối khôn lường. Thế nói về sau cuộc đời ta chỉ một mưu cầu. Có được chi kỷ đến lúc bắt đầu. Hết ly này, đắng hay cay. Phút say này, mình sẽ hào bước cao đời. Coi nào. Ở đây nó vẫn đứng ra đây. Ủa, nó bất ổn. Bất ổn mà. Là sao? Chẳng qua hơi say nắng tí thôi, thì nắng thì say nắng thôi. Có khăn nữa chưa? Rất rồi, anh nhắm mắt rồi. Hey. Hey. Ngủ luôn đi. Ngủ đây à? Ngủ luôn đi anh. Ngủ đứng à? Đập, quá đấy, đập nó nhẹ nghe. Đấy, nó thích ở đây à? Có khăn nữa không? Nó tình hình như nào đây? Hả? Tình hình như nào? Khó á, trông cũng tội phết mà kệ. Ai? Ôi giời ơi. Ốm à? Khổ thế nhỉ? Ừ, mỗi hôm ở trời mà ốm được à? Hả? Thằng này bây giờ thương thế nhỉ? Tụi mình tôi sai rồi, thả ra đi. Cái gì? Sai rồi á? Sai gì rồi? Sai à? Hả? Biết sai rồi à? Thả nó ra về tôi trả tiền mà nhé. Chắc không? Mày có chắc là trả tiền không? Có, thả nó ra đi chắc có chắn. Có chắc không? Mày. Bây giờ nhá, tao thả mày ra, mày mà không trả tiền thì mày tính thế nào đây? Đưa công an này, nếu mà không trả đưa công an luôn. Em không trả, anh luôn làm gì em không được. Nói ra là anh là, ra lại anh là. Thả em ra đi, em không qua tao mày cơ mà. Hả? Giờ em ra đi về em đưa, em trả tiền anh. Mày nói mồm dưới mồm nha, thả mày ra, mày đưa bọn tao về nhà lấy tiền biết chưa? Mày lớn rồi, mày con đâu, biết điều. Rồi, thả ra đi. Thả nó, thả ra. Giữ cái nó, mẹ nó chạy vào đây. Bố cũng nói rồi, chạy đúng. Cứ cầm nó lại. Ngồi đây, ngồi đây. Thả em đây. Ngồi xuống. Mày cứ ngồi đây. Ngồi xuống. Ngồi xuống hả? Ngồi xuống đây. Thả em ra. Nói chưa? Thì mình ngồi xuống chưa? Ngồi xuống. Ngồi. Mình ngồi xuống. Thả em ra đi. Mày khát nước chưa? Nó ra để cho nó ngồi cho nó nghỉ đã. Một hôm, một ngày, một đêm là cũng... Sợ rồi. Khát nước về, có em rồi. Bố nó ở ngoài trời mưa thế mà. Đứng lên. Hôm nay tối qua mưa to mà, nhìn người nó ốm chúng này. Đáng đời mày. Ốm mưa vừa nắng ở sao? Đây, họ phụ này ốm rồi. Bây giờ nhá, bọn tao đưa mày về nhá, mà mày mà không trả nhá thì bọn tao sẽ đưa mày đến công an. Thôi gọi cho nó ngồi nghỉ tí đã. Cho nó ngồi đây đã. Em biết em sai rồi, từ giờ em không làm như thế nữa. Mày biết là sai mà mày nói sai là được á, chứ lỗi sai là được á. Này, mày hành hạ chị Thư rất nhiều đấy, đừng có nói sai. Mày trả hết số tiền mày lấy ở đây rồi, quỳ xuống thì lỗi bố chị Thư. Bao nhiêu số tiền ý, mày bán xe này, đấy, mày lừa lọc Kiên này, các kiểu mày mang hết ra đây, trả cho Kiên Thư. Mày trả hết đây nhá. Thì mà tao tha mày, biết chưa? Thương mày sống không bằng đó à? Nghe chưa, nghe tao rõ tao nói này. Hôm nay mày mà không lôi cái số tiền ấy ra ấy, một là tao sẽ dần cho mày một trận, hai là đưa mày lên công an. Vâng, em biết, thôi đừng đưa em đến công an nha, em biết. Ôi em sai. Mày ngồi im không? Ngồi im đấy. Mày mà chạy một lần mày chết luôn đấy, một mình mày thôi. Mà đừng đưa em lên công an, em sợ lắm, về em sẽ trả tiền anh mà. Mày ngoan, mày trả tiền thì bọn tao không đưa mày lên công an nữa chưa? Vâng, thôi rồi, nó nói thế là thôi cho nó nghỉ thì đã. Thôi cho nó ngồi lại nghỉ. Mẹ mày, băng lại. Mẹ. Sao? Mà chạy à hả? Sao? Dừa lại. Ôi, nó giống rồi em. Chạy. Dừa lên, kéo nó lên. Chạy à? Đứng lên. Mẹ giả vờ đúng không? Đúng. Kéo nó lên. Mẹ giả vờ lại, em xin nó sò gì cả. Mẹ mày đấy à? Con nặng à? Mẹ cái đấy người xin. Sao lại? Em xin lỗi. Đấy, chói lại. Chói lại, con nó
Chó về nhà ném vào chú chó. Chó nào? Dạ, này phải nhốt vào chú chó anh ạ. Dạ. Mày thích chạy à? Sao? Mẹ mày. Này xin giờ mày có thích chạy à? Hay thì chạy ăn mồm. Hả? Ngoan cố. Cái này thì xin chó các kiểu về em trả tiền cho. Thì mẹ thằng này giả lai lắm. Mẹ hai mặt thằng kia con vợ nó luôn. Xay nó về nhà nó vào chú chó anh ạ. Mẹ mày. Thả ra. Thả gì? Thả cái gì mày im à? Mày im mồm vào. Anh nói là thầy. Bây giờ thằng này không có xin sỏ gì hết. Thôi là đưa nó ra. Cho nó kia. Cho lên. Nếu nó không trả nhá, đưa lên công an. Đưa lên. Lấy xe. Cho lên xe. Ai ngồi. Ừ. Cho lên. Mày ngồi xe. Ngồi xe đây, ngồi xe đây. Ngồi lên. Ngồi lên. Ngồi xe. Không giữ đi. Không giữ nó đi thôi. Cho lên xe mà về nhà nhốt thì có. Không có đâu, chạy qua đây. Lên. Lên nhanh. Lên, để giữ nó lại nha. Không giữ nó đi không. Lên, đi chân kia đi. Chạy nhá. Giữ nó vào. Đi nào. Giữ nó vào thôi ạ. Đi, ngồi lên. Đi. Lần này á, mẹ về bố mày nhốt luôn, cho chị ăn thì đó luôn. Mẹ mày chạy à? Hả? Làm láo à? Mẹ nó bảo biết lỗi rồi, thả ra nó chạy may đấy, may bắt kịp đây. Cái loại này mẹ nó chỉ nói nó lừa lời thôi, mình nói. Nó sợ mà. Mẹ mày cố nặng. Mày chạy được đâu. Mày chạy được không hả? À, nhưng mà đưa nó về nhốt chú chó luôn. Nhốt thì chó con thỏ nó sang. Mày cố nản nè. Chó chú xuống. Xuống, xuống. Kéo xuống. Đưa chú chó luôn. Nhớ nó xuống kia. Mày à mày. Xuống nó vào đấy. Dạ. Xuống vào. Xuống. Mở ra, cho nó vào. Mở ra. Mở dây ra rồi đưa nó vào. Cái loại này là phải ở chú chó. Mày đang ở đây thôi, ngoài không chịu à? Mẹ thích chui vào chú chó đúng không? Mày là nó nhẹ chui à? Cúi xuống, chui vào. Chui. Mày chui không? Chui vào, nghe. Vào hai lên công an nhanh. Chui vào được. Chui. Mày chui kiểu kia. Mày vào nhá. Nhanh lên. Chui vào. Bây giờ nhá, mày mà không trả tiền cho chị tao không? Nhanh lên. Chỉ ở trong đây thôi. Nhanh lên. Rồi đóng, đóng của chú hạt. Mày ngồi im. Mày ngồi đây, mày lên công an. Ôi, ngồi đây lên công an. Ở đây nó còn sướng hơn ở ngoài kia đấy nhá. Mang ấy đây. Lo tiền đi, mày mà giả vào tao. Còn không thì mày ở đây thôi, mày chưa? Dạ dạ. Mày ngồi im, mày đừng la. Chó thì bụng chó thì hôi vãi trường nha. Hôi này sai rồi. Sai cái gì mày? Bây giờ biết sai à? Hả? Về lấy tiền trả cho. Nhìn nhỉ, quỳ ý là giống cái chó này, mày nhìn thấy không? Ừ, con chó nó đi bằng hai đầu con chân. Mày à, chú chó hồi lắm đấy. Mẹ hồi không? Hả? Dạ, 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 anh nói nhẹ nhàng mày đéo nghe à? Hả? Biết cái cảm giác mẹ ô nhục nó như thế nào chưa? Giờ biết sai rồi. Sai cái gì mày? Sai mày định lừa bọn tao, cái đây bọn tao đã tha cho mày cơ hội rồi. Mà mày còn bỏ chạy nữa, hiểu chưa? Mày cứ ngồi ở trong này ra. Giờ mày bảo sai, ai đứa nào tin mày? Hả? Biết hậu quả của em rồi. Hậu quả thì mang quét rồi. Bố mày tha cho mày, còn không ngồi im rồi. Không cho ăn uống gì cả. Để cho nó suy nghĩ đi. Cho nó suy nghĩ đi. Để cho nhịn luôn. Ngồi đi. Cho nó ngồi đây em biết. Đấy, ngồi im rồi. Anh em ngồi nhà đi. Bây giờ khóa rồi, không chạy đâu. Mày cứ ngồi đây nhá, ngồi im đây nhá. Ngồi đấy mà hừng hơi thối, hiểu chưa? Đấy. Thôi rồi. Nhốt nó đấy. Cứ để cho nó một cái hôm nữa thì nó cũng cứ để cho ngồi ở đấy, trong đấy. Khi nào nó mang tiền ở đây, nó giả thì anh em mới thả nó. Đúng rồi. Mà nhốt ở đây nhá, cẩn thận đấy. Bố nó hay sang đấy, bắt thắng ấy. Sang đây mọi người canh chừng nó vào. Anh em phải canh chừng nó vào. Cổng hết lại bây giờ đấy. Anh em phải khóa cổng lại chứ không cho sang nữa. Bây giờ cho về nhà này canh còn dễ hơn. Đúng rồi, may của anh đến đây giúp bọn em chứ bọn em cũng nghĩ cách thôi, gì. Thôi không có gì, bây giờ nó bố láo như thế thì các chú nhờ thì bây giờ anh lên thôi. Biết làm sao giờ, anh nói nhẹ nhàng thôi, không nghe thì dùng bạo lực luôn. Bọn tôi ấy dùng đủ loại cách đấy mà không ấy được, bắt được nó. Nói chung là anh cũng kiểu xem nhìn thấy chúng nó đang rồi, chúng nó vào đây chúng nó bố láo quá nhưng mà anh chưa có thời gian. Bây giờ anh cũng có thời gian anh lên được, anh nên nghe rõ ràng cái câu chuyện mà nó lại làm thế với anh chị này. Thằng này nó mẹ sống khốn nạn lắm, anh chị đối xử với nó tốt như thế. Đấy, đấy chưa, mà cuối cùng ăn cháo đá bát. Nó lừa lọc cả anh chị nó, cắm được cả ô tô. Rồi
nó đi theo cái con vợ nó kìa, nó nghe lời con vợ, con ngỏng với con vợ đó. Anh bố luôn nó từng bị ác, nó còn đeo rồi. Đồng bọn của nó âm mưu với nhau, lấy luôn cả cái số tiền anh Kiên vay lãi đi. Đấy anh xem hiểu được không? Thôi cái này để cho một hai hôm nữa kiểu gì đó ông nôn ra mà. Ừ, cho nó ngồi đấy. Không ăn uống kiểu gì cũng phải nôn ra đâu. Mọi người đi xong rồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay cũng mệt rồi. Rồi anh vào ngồi với anh. Cho nó ngồi đâu.